Xin chào cả nhà, hiện tại thì mình đang có mặt tại bệnh viện truyền máu huyết học. Và ngày hôm nay thì Quỳnh một lần nữa quay trở lại bệnh viện truyền máu huyết học để điều trị bệnh. So với các lần trước thì lần này thì mình thấy là tóc của cháu tiếp tục rụng nữa rồi. Và ngay cả việc là chân mày thì không còn nữa. Bây giờ sức khỏe của con như thế nào rồi? Con khỏe không đó chú nha? Dạ khỏe. Con khỏe hả? Dạ mới hết sốt, mới cắt kháng sinh. Rồi mấy nay thì con ở bệnh viện được mấy ngày rồi? Con ở gần 2 tháng rồi. Lên đây bữa 17 tây tháng 3 tới. Ở sao mà đây con lạ? Chào. Nói chú nghe. Không nhớ chú hả? Mấy bữa nay sức khỏe của cháu như thế nào rồi chị? Dạ mấy bữa rồi sốt, ăn uống cũng được, cũng mới cắt kháng sinh, nay ăn cũng đỡ đỡ. Rồi lần này nhập viện thì bác sĩ có thông tin gì cho mình sức khỏe mới không ạ? Và phương pháp điều trị lần này như thế nào rồi chị? Dạ mình vô cái đợt này là đợt 5, là đợt cuối. Nhưng mà cái đợt này nó chia ra nhiều đợt nhỏ nữa. Là mình mới vừa đi xong 9 chai cũng xong như là đợt đầu của đợt 5 rồi. Thì cái sốt cũng mới hết sốt rồi. À, qua lễ đây bạch cầu lên lại đủ là vô thuốc tiếp. Đợt này thì em thấy tóc của cháu á rụng. Dạ. Thì sức khỏe thì có sao không chị? Dạ không ạ. Cháu có hỏi là sao đợt này tóc rụng không chị? Dạ để biết à. Mình vô thuốc quá tóc sẽ làm rụng tóc. Nhưng mà có hỏi em có thắc mắc không? Tại sao tóc chân mày đều rụng hết không chị? Dạ mẹ cũng nói như mấy đợt trước kìa, mình vô thuốc cũng rụng tóc rồi mua mốt về rồi nó sẽ có mọc tóc lại. Quỳnh ơi, chào chú ơi. Nhớ chú không? Chú không nè. Hôm nay chú lạ quá, nhìn hết ra phải không? Đây nè, để chú lấy con trang xíu là con thấy nè. Nhớ không? Nói chú chưa? Nói con nhớ rồi. Mai tại chú không đeo kính nên con nhìn khác quá. Nhớ không con? Nhớ không? Nói đi, con nói chuyện đi. Con nói chuyện đi. Nói đi. Nhớ hay không? Con nói đi. Nói đi, chú về ăn nữa con. Thôi con đợi rồi. Thôi được dẫu quá. Nhà mình lên trên này thì hôm nay ở quê rồi sao chị? Mùa dịch qua thì sao ạ? Ở quê thì ba cũng đi làm bình thường. Mà làm thì nó ít hơn. Dạ. Rồi lương đồ hoặc là thu nhập nhà mình thời gian qua trong mùa dịch như thế nào rồi? Thì cũng có mình ba đi làm, lương thì ngày cũng được 150-200. Bà ngoại cũng ở nhà cũng làm dừa vút cọng đồ, thì bẻ dừa đồ phụ thêm cho cháu. Nếu mà cháu điều trị khoảng thời gian bao lâu nữa là kết thúc cái việc mà điều trị bệnh của cháu vậy chị? Cũng không có biết là bao lâu, nhưng mà bé còn một chai thuốc với 12 mũi chích chứ da nữa. Rồi mấy cái lần trước đó, cháu chuyển sang các bệnh viện khác thì dự kiến thì trong đợt điều trị này thì bệnh viện có chuyển liên kết các bệnh viện khác để điều trị bệnh của cháu không? Đã xong. Mình có chuyển sang bệnh viện khác để điều trị nữa không? Dạ không, mình xong cái đợt năm này nữa là mình ra mình chỉ còn là đi tái khám hàng tuần. Xong rồi mình thưa ra, hoặc 2 tuần, hoặc 3 tuần mới đi tái khám một lần. Quỳnh ơi. Quỳnh ơi. Nhớ bà là nội không? Nhớ nội không? Con nhớ nội không? Nhớ. Bà nội với ai nữa? Rồi con nhớ ai nữa? Thôi. Sao lần này ít có chuyện gì à? Có sư phụ nữa. Sao lần này còn ít có chuyện? Nói chuyện ít quá hả chú? Con thử kéo áo lên thử chứ, con thử cái đợt trước con bị thi đậu thì đợt này đỡ chưa? Này đẹp rồi. Cái đợt thi đậu chân thì cũng còn hơi hơi. Còn thừa nè. Dạ. Cái đợt đó chị sợ cháu đủ sức không? Dạ không.
bị bác nói nó đi kịp, nó không có phản ứng gì nhiều. Ăn miết hả ba? Bác được chú Phong mà qua rồi hát đồ vẽ cho chú Phong rồi mà. Đâu hát chú ngang bài. Hát cho chú ngang bài đi Quỳnh. Giỏi thì mẹ thương. Quỳnh đi, hát cho chú ngang bài. Đi. Kỳ quá nha, nay con hư quá à. Con hư quá Mỹ Quỳnh ơi. Nói chuyện chút chú đi chút xíu, nói nghe mẹ giận luôn bây giờ, mẹ không thương con vợ. Chút xíu rồi mẹ cho. Chút xíu cho coi hoạt hình nữa. Rồi hát chú nghe bài đi. Đi. Giỏi mẹ thương. Đi. Hát chú nghe bài đi. Sao à? Sao con không chịu hát? Này con hư quá nha, con không ngoan gì hết trơn luôn á. Nhìn chú nè, sao vậy? Đợt này nhìn sao vô gặp chú sợ vậy? Con không ngoan gì hết trơn mấy Quỳnh. Ống này là đang truyền nước trong. Dạ, đang truyền, đang giữ cái sông. À, cái dạ. Này là mình truyền vào trong dạ. Trong tim đó hả chị? Dạ, cái này là cái buồng tim dưới da, đang đặt truyền thuốc vô đây. Có đau không à? Đau không? Một lần gắn vào hay là truyền dịch này vào có bị đau không chị? Dạ, truyền thì không có đau mà tới bữa thai kim thì phải đau. Dạ hả? Dạ, tuần lễ thai kim một lần. Chắc bà đang mắc cỡ nè. Hát chú nghe bà đi. Lâu chú mới vô thăm con á. Kỳ quá à. Hát tặng chú bài. Mắc cỡ. Thôi bữa nay dạ. Con mình đến thì cũng ăn cái món quà nhỏ nhỏ cho dạ. Mỹ Quỳnh. Thì cũng cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ cho gia đình Quỳnh, đặc biệt là giúp cho Quỳnh vượt qua những cái đợt điều trị bệnh với chi phí khá là cao. Thì ngày hôm nay thì mình mang đến số tiền là 20 triệu đồng của các cô chú anh chị gửi cho mình. Thì mình xin gửi cho gia đình. Chị đếm giúp em nha, tại vì em mới lấy bộ đó cũng chưa có đếm kỹ. Chị đếm cho em thử 20 triệu nha. Trước hết thì mình cảm ơn anh Vinh Quốc ở bên Texas ủng hộ 100 đô. Nguyễn Thị Diễm 1 triệu. Nguyễn Thị Minh Phương 300. Nguyễn Thị Kim Ngọc 200. Chị Hương ở Mỹ 500. Một bạn chuyển khoản không nói tên 200. Một bạn chuyển khoản ngày 25 tháng 2 cũng 500. Một bạn chuyển khoản vào ngày 27 tháng 2 500. Mỹ Phương, Lan Anh 500. Mộng Tuyền 500. Cô Jenny Lê 1 triệu. Mai Ca 200. Phạm Thanh Tuấn ủng hộ 200. Diễm My 250. Một bạn ẩn danh vào ngày 6 tháng 3 1 triệu. Nguyễn Xuân Sơn 300. Cô Ngọc Lâm, xin lỗi là cô Ngọc Lâm ở bên Mỹ 200 đô. Và tổng số tiền mà mọi người ủng hộ là 14 triệu. Và sau đó thì mình xin thêm 6 triệu từ chị Ngân Anh Vinh nữa. Chị Ngân Anh Vinh ở bên Mỹ là mình muốn ủng hộ cho gia đình được 20 triệu đồng để vừa trọn cái số tiền mà tạm ứng bệnh viện đợt này. Đủ không chị? Dạ, cái đợt vừa rồi này thì 20 triệu. Mà cái đóng trước nữa là hết 44 triệu. À, vậy là trong cái đợt điều trị nhập viện lần này là ca thể là mình 44 triệu? Dạ, 64 triệu. 64 triệu, dạ. Làm sao mà mình cán đáng đủ không chị? Dạ, nhờ mượn của cô Diệu Giác để xây sở. Từ hôm bữa giờ thì chi phí khá là cao như vậy thì làm sao mà trong một cái thời gian ngắn mà mình lo tới 64 đúng không ạ? Dạ. Chị xây sở trong vòng bao lâu là được cái số tiền đó? Dạ thì cũng mượn của cô Diệu Giác chứ chưa có gửi trả lại cho cô được. Thì thôi thì hôm nay mọi người ủng hộ được 20 triệu thì chị cứ gửi những cái phần nào mình mượn trước đi. Rồi từ từ thì cũng cố gắng chứ, tại vì lo sức khỏe cháu trước hàng đầu đi ha. Dạ. Quỳnh thì trong thêm khoảng mấy đợt nữa là sẽ phải tốn tiền với cái chi phí cao như vậy rồi chị. À, đợt này khoảng 100 triệu mới xong cái đợt năm này. Đợt 100 triệu thì điều trị gì mà cao dữ ta? Tại nó gặp sự cố, nó xì quá, nó sốt nên nhiều tiền hơn. Còn mấy bé mở suông suông thì nó ít. Mình có mua bảo hiểm để giảm bớt cái chi phí đó mà. Dạ, có bảo hiểm rồi đó. Ồ, có bảo hiểm mà vẫn cao như vậy. Dạ.
Thôi bây giờ nè, hồi nãy giờ con nói thì giờ con nói gì tạm biệt chú á. Con bỏ xuống, mẹ nói con nghe nè. Con cảm ơn các cô chú đã giúp đỡ cho con nha. Nói đi, nói đi. Không nghe lời mẹ phải không? Cảm ơn các cô chú. Nói đi. Con hư quá à. Sao mấy bữa ngon lắm mà hát luôn, bay nhảy luôn mà. Sao mấy bữa nói không nghe gì trơn, nghiễn thương gì nha. Dạ, em cũng... tâm trạng sao mà buồn dữ vậy chị? Biết sao, chiều chắc mẹ không cho coi hoạt hình nên... Rồi, thôi hôm nay chú ghé thì hôm nào chú có dịp coi lại nha. Dạ, em cũng dạ. Cảm ơn anh với cô Diệu Giác với quý Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho cháu để có thêm kinh phí để điều trị cho khỏi bệnh hoàn toàn. Dạ.